The Strikers Band, kính thưa quý vị. Và kính thưa quý vị, cái này vỗ tay quá nhỏ. Một lát nữa các thí sinh rất là cần những sự vỗ tay, những sự la của quý vị. Tiền bạc không thành vấn đề. Thành cần quý vị cho những tràng vỗ tay thật là lớn để ủng hộ tinh thần không những nhạc sĩ mà những thí sinh và các ca sĩ ngày hôm nay, để đem đến cho tất cả quý vị một buổi trưa thật là hứng thú. Và một lát nữa xin kính mời quý vị ở lại, có một cái show rất là đặc biệt để đem đến cho tất cả quý vị ngày hôm nay. Trước khi bắt đầu cuộc thi, Thành xin được hân hạnh giới thiệu của quý vị. Xin quý vị một tràng vỗ tay cho nữ ca sĩ Nghi Văn. Xin chào quý vị. Xin cảm ơn quý vị nhiều. Nghi Văn rất là vui khi có mặt ngày hôm nay. Xin góp một phần nhỏ bé vào niềm vui chung của quý vị. Xin mời quý vị lắng nghe những ca khúc của Nghi Văn gửi tặng quý vị sau đây. Xin cảm ơn.
Chưa nữa hả? À, Nghi Văn, sau ca khúc vừa rồi, Nghi Văn xin quý vị lắng lòng mình lại với một nhạc phẩm rất là trữ tình mà bản thân của Nghi Văn rất là yêu thích từ hồi còn rất là bé. Một ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Anh Chính được mang tên Ai Đưa Em Về. Hy vọng là sau bài này có anh nào offer đưa cho Nghi Văn về tối nay nha. Xin Nghi Văn, kính chúc quý vị.
quý vị nhiều, xin cảm ơn ban nhạc. Em nói có ai mà đăng ký để đưa em về thì có bao nhiêu người đăng ký, cái tự nhiên em ra em hát cho anh Khoa, mấy anh kia anh bỏ anh về hết rồi. Đứng lên. Dạ, thấy chưa? Giờ là em về một mình. Và kính thưa quý vị, sau đây một lần nữa Thành xin được hân hạnh để bắt đầu chương trình tuyển lựa ca sĩ của 5M Music được bảo trợ bởi Windsor Casino và VHN TV, đài 2073 Direct TV. Trước khi bắt đầu chương trình, Thành xin được hân hạnh giới thiệu đến tất cả quý vị 4 giám khảo của ngày hôm nay. Xin ban nhạc cho một bài gì cũng được. Thành xin được hân hạnh để giới thiệu đến quý vị trước hết nam ca sĩ Henry Trúc, nam ca sĩ Mạnh Quỳnh, nữ ca sĩ Phương Hồng Quế và nam ca sĩ Tuấn Anh. Đó là 4 giám khảo của chúng ta ngày hôm nay, kính thưa quý vị. Và trong lúc mà giám khảo ngồi xuống ghế, một lần nữa Thành xin được hân hạnh để giới thiệu đến tất cả quý vị là có nam ca sĩ Henry Trúc, nam ca sĩ Mạnh Quỳnh, nữ ca sĩ Phương Hồng Quế và nam ca sĩ Tuấn Anh. Thành xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn cho ban giám khảo. Và kính thưa quý vị, đây là tất cả các thí sinh mà sẽ lên đây ngày hôm nay, là những người đã được lựa ra trong mấy trăm các cuốn CD mà gửi vào cho ban tổ chức là 5M Music. Và đã lựa ra, đây là sơ kết thứ nhì, kính thưa quý vị. Chúng ta đã có sơ kết thứ nhất rồi, bây giờ đến thứ nhì là cũng có 10 thí sinh trình diện tất cả quý vị ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, ban giám khảo sẽ chấm về cá tính, tức là personality, về cách ăn mặc, về giọng hát và về cách trình diễn, kính thưa quý vị. Đó là 4, mỗi một cái là 10 điểm, cộng lại là 40 điểm nếu mà các em nào được 10 điểm hết. Kính thưa quý vị, để bắt đầu chương trình ngày hôm nay, hồi nãy Thành đã xin phép quý vị cho những tràng pháo tay lớn và những tiếng la thật lớn để chào đón các thí sinh. Kính thưa quý vị, thí sinh đầu tiên là người nào? Quý vị biết là cái đầu tiên là sẽ là run nhất. Xin quý vị la to nhất cho Thành. Xin quý vị một tràng pháo tay cho thí sinh Phạm Trọng Hiền. Lời đầu tiên, cho phép Trọng Hiền xin được trân trọng kính chào toàn thể quý vị đã đến đây và xin được kính chào ban giám khảo, lời chào trân trọng và nồng nhiệt nhất. Kính thưa quý vị và kính thưa ban giám khảo, Trọng Hiền đến với cuộc thi với một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương, bài hát được mang tên Duyên Kiếp. Xin mời quý vị. Em ơi, tình đã lên ngôi thầm, nếu mộng không thành, nếu mộng không thành, biết nói sao. Em ơi, nếu mộng không thành thì sao? Non cao đất rộng biết đâu mà đường đời mịt mờ và neo về đâu? Mong chờ duyên kịp đưa lối bắt đầu. Nhắc lại vốn xưa gặp nhau trên đê vắng người lúc tan chợ chiều, ngại ngùng mỗi lần anh đến làm quen, mà em ưng hồng vì quá thèm thuồng. Em mỗi khi bóng chiều xuống sân em.
trên quãng đường xa. Gặp em dù không dám cười, nhìn nhau mà lòng vẫn vui. Em ơi phải chăng đến khi chiều ấy đôi tim ướm mong bấy lâu thành lời, dù rằng đường đời ngăn cách tình ta. Phút giây ban đầu mãi không phai. Lại phút xưa gặp nhau trên đê vắng người lúc tan trường, ngại ngùng mỗi lần anh đến làm quen, mà em ưng hồng vì quá thẹn thùng. Chiều dùm dân em về trên quãng đường xa, gặp em dù không dám cười, nhìn nhau mà lòng vẫn vui. Em ơi phải chăng đến khi chiều ấy đôi tim ước mong bấy lâu thành lời, rằng đường đời ngăn cách tình ta. Phút giây ban đầu mãi không phai nhòa, dù rằng đường đời ngăn cách tình ta. Phút giây ban đầu mãi không phai nhòa. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và kính thưa quý vị, xin mời Hiền bây giờ này, em đứng em hát trước tất cả quý vị ngay tại đây ở Windstar Casino. Mà em nhớ là ở trong kia, em nhìn bên kia kìa, là tất cả các quý vị của 50 tiểu bang cũng sẽ đang xem em hát. Thì bây giờ em có một cái cảm tưởng gì khi mà em được đứng trước tất cả quý vị live ở đây và trong đài truyền hình của VHN nữa? Cảm tưởng của em. Xin cảm ơn anh Công Thành và kính thưa quý vị. Trọng Hiền không có đến từ Mỹ, Trọng Hiền đến từ Toronto, Canada. Cho nên khi mà Trọng Hiền bước lên sân khấu và được anh Công Thành mời quý vị vỗ tay là Trọng Hiền rất là hạnh phúc. Quý vị, là tại vì khi mà một ca sĩ nào mà bước lên sân khấu mà được khán giả nghe thì rất là hạnh phúc. Huống chi đến với cuộc thi Trọng Hiền rất là rung, mà được những tràng pháo tay của quý vị là không gì hạnh phúc bằng. Và chính quý vị đã đem đến sự tự tin cho Trọng Hiền. Và xin cảm ơn quý vị rất nhiều một lần nữa. Xin cảm ơn quý vị. Vâng, và đây là cái bây giờ mới bắt đầu đây. Nãy giờ là chưa có run, bây giờ bắt đầu nè. Thành xin mời nam ca sĩ Tuấn Anh. Xin mời Tuấn Anh có một vài lời. Thưa quý vị, Tuấn Anh run quá. Run hơn Hiền. Giám khảo mà còn run hơn thí sinh, thưa quý vị. Thành ra cứ bật cái máy này nó cứ lung tung cả lên, không biết nó có kêu không. Vâng, thưa quý vị, Tuấn Anh thấy Phạm Trọng Hiền tiếng hát rất hay, rất ngọt, diễn xuất tự nhiên, lại lịch sự lễ phép. Thưa quý vị, đấy là chúng ta đã cho nhiều điểm rồi, có phải không ạ? Xin cảm ơn, xin cảm ơn. Nữ ca sĩ Phương Hồng Quế. Dạ vâng, Phương Hồng Quế cũng xin kính chào quý vị. Và cũng theo nhận xét của Phương Hồng Quế thì giọng hát em rất là tốt. Và
cái ăn mặc của em cũng lịch sự, chị cũng rất thích cái cách ăn mặc của em và cái lối diễn xuất thì chị thấy rằng cũng chuyên nghiệp lắm. Thì hy vọng rằng quý vị khán thính giả sẽ thương mến và ủng hộ cho em thật là nhiều hơn nữa. Cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn. Nam ca sĩ Mạnh Quỳnh. Quỳnh đồng ý với chị Phương Hồng Quế và anh Tuấn Anh. Em diễn xuất và hát rất là hay và rất là dạn dĩ, không có thua gì một ca sĩ chuyên nghiệp. Xin cảm ơn anh, xin kia. Chúc mừng em. Dạ, xin cảm ơn. Nam ca sĩ Henry Trúc chấm về nhạc quê hương. Cái này hơi lạ nha quý vị. Và Henry cũng đồng ý với ba anh chị. Cái bài hát này rất là khó hát. Mà em hát như vậy là, you know, mới hát vậy là very good. Thì mặc áo cũng đẹp. Anh thích cái bộ áo em đẹp, em mặc. Very nice. Xin cảm ơn anh. Very nice. Và nếu mà anh Henry Trúc thích thì anh Henry Trúc nói sai thì em sẽ mua tặng anh một bộ nha. Tưởng là em cởi ra tặng liền nhờ chứ. Dạ không được. Xin cảm ơn kính thưa quý vị, Phạm Trọng Hiền. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và kính thưa quý vị, thí sinh thứ hai đến với tất cả quý vị ngày hôm nay, thành xin quý vị một tràng pháo tay cho cô Bích Phượng. Bích Phượng xin gửi lời chào thân mến đến quý vị và ban giám khảo. Bích Phượng xin chúc tất cả các bạn có mặt buổi tối hôm nay được một buổi thật vui vẻ. Và sau đây xin mời quý vị lắng nghe nhạc phẩm được mang tên Vầng Trăng Đêm Trôi. Tình còn đây, lặng nghe đêm trôi em cho anh bao phút giây em đẹp.
giờ tính xa nơi đâu, chỉ thấy ánh trăng dần trôi. Câu hỏi mà anh muốn hỏi em bây giờ là khi mà em muốn đi hát như vậy đó, có ca sĩ nào đã ảnh hưởng để cho em muốn đi hát không? Dạ, đó, dạ có. Cái ca sĩ mà một người mà đã ảnh hưởng làm cho em đi hát đó là một cái chị ở Đà Nẵng. She's from... giống là một ca sĩ của Đà Nẵng thôi. Nhưng mà tại em rất là phục của her vì she là một gia đình rất là nghèo. And but then she, you know, she loved to sing, so she bắt đầu đi theo cái nghề đi ca hát và dẫn her tới một cái sự nghiệp mà cũng giúp cho gia đình của her và cái sự nghiệp của her phát triển. Cho nên her là một người mà thế bây giờ cô đó còn đi hát không? Dạ không, tại she cũng có là có chồng có gia đình cho nên giờ she không hát, nhưng mà cũng nhờ cái sự mà ca hát cho nên cũng giúp cho her được một cái sự nghiệp và một cái thành công trong tất cả cái ngoài đời. Tức là cô đó tên gì, em có thể bật mí tí không? Dạ, cô đó là tên là Hồng Nhung. Hồng Nhung? Dạ, ok, sao nhiều Hồng Nhung quá vậy? Đúng không anh? Thành thấy ta toàn là Hồng Nhung không? Hôm nay đó, một trong những cái chấm điểm đó là cái cách ăn mặc. Nhưng mà anh không được chấm, nếu mà anh mà chấm là cái đó em 10 điểm. Thank you anh. Kính thưa quý vị, Thành xin được hỏi, trước hết, nam ca sĩ Mạnh Quỳnh. Khi Mạnh Quỳnh coi đứng xem em ngồi xem em hát thì Mạnh Quỳnh tưởng tượng Bích Phượng là một ca sĩ thật sự là chuyên nghiệp chứ không phải là một thí sinh. Thank you anh. Rất là professional. Dạ cảm ơn anh. Tại cách ăn mặc phải không? Cách ăn mặc và cách diễn xuất và cái giọng hát rất là tốt. Xin mời anh Tuấn Anh. Nhìn chung cái phong thái thì cô rất đẹp, sexy. Cảm ơn. Hot. Nhưng mà tiếng hát thì tuyệt vời lắm. Thế tuy nhiên, nếu hát giống người Việt Nam hơn một chút nữa đó, thì là em hoàn hảo. Dạ, em cảm ơn anh. Thành ra, thưa quý vị có đồng ý với Tuấn Anh là hát rất Tây Phương, có phải không ạ? Dạ, cảm ơn. Chấm điểm trên một cách toàn diện thì em khá cao hơn trung bình đấy. Dạ, em cảm ơn anh rất nhiều. Dạ. Nam ca sĩ Henry Trúc. Dạ, anh Thành nói về cái kiểu cô mặc cái áo, em bây giờ quên bà hết rồi. Thôi thôi, không. Em mặc cái váy đó rất là đẹp. Cái đùi em giống như anh nhớ Angelina Jolie mà ở Oscar. Dạ, cảm ơn. Mà nói thì cái tiếng của anh em rất là mạnh. Chỉ có mới đầu em hát hơi phô một tí thôi. Mà cái đó thì nhiều mới ra mình hát thì hồi hộp thì anh cũng hiểu. Mà you know, cứ cố gắng tập lên là you'll be good. Thank you. Thank you anh. Henry Trúc thích cái bộ đồ của Trọng Hiền, có thích bộ đồ của Bích Phượng không? Cho luôn. Nữ ca sĩ Phương Hồng Quế.
Dạ vâng, cũng như là anh Tuấn Anh với lại các Henry Trúc, Mạnh Quỳnh, em mặc cái bộ quần áo rất là hot, sexy. Và chị Quế thấy cũng muốn đổ mồ hôi luôn, phải quý vị? Nhưng mà nếu mà các ông thì đáng lẽ phụ nữ thì phải binh vực phụ nữ. Nhưng mà khi mà Phương Quế ngồi ở đây thì Quế thấy rằng mình nên có một cái sự cho nó rõ ràng. Các ông thì hay nịnh đầm. Dĩ nhiên mình phụ nữ, mình phải binh phụ nữ. Nhưng mà em mặc bộ đồ rất là sexy, rất là lôi cuốn, cái nhìn, cái diễn xuất em tốt. Nhưng mà theo chị thấy thì cái cách phát âm của em nó chưa có được chuẩn. Cho nên là em, nếu mà chị nói một sự rất là công bình, thì em nếu mà em về em tập lại cách phát âm của em cho nó chuẩn, thì hy vọng rằng trong tương lai em sẽ hay hơn thật là nhiều, và em sẽ có thể trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, đâu có biết được ở trong tương lai. Em cảm ơn anh chị. Bích Phượng, kính thưa quý vị. Và kính thưa quý vị, cũng như hồi nãy Thành đã nói là tất cả các thí sinh đã được lựa ra từ mấy trăm các CD mà gửi về cho ban tổ chức của 5M Music. Thì những thí sinh mà đã lựa ra rồi, quý vị thấy là cái trình độ rất là khá. Từ nãy giờ quý vị đã được nghe hai ca sĩ có một hai cái giọng rất là đặc biệt. Và sau đây để tiếp tục, Thành xin được, xin quý vị cứ giữ những cái tiếng vỗ tay và những tiếng la như vậy nhé. Xin quý vị một tràng pháo tay cho Thanh Vũ. Dạ, Thanh Vũ xin kính chào ban giám khảo, xin chào quý vị khán giả có mặt trong đêm nay, lời chào thân thương nhất. Sau đây Thanh Vũ xin gửi đến một ca khúc do nhạc sĩ Tô Thanh Tùng sáng tác, ca khúc được mang tên Xót Xa, xin mời quý vị cùng nghe. Tìm quên đi,
Từ khi em lỡ cất bước ra đi, lòng tôi đau xót giây phút phân ly. Ước mơ còn ước mơ gì? Ngoài trời đổ mưa như mưa trong lòng, mưa rơi ướt trong tâm hồn. Tình yêu trăm cánh bay cao, mang về trả lại trăng quen nhau đừng để cho nhau buồn lòng. Đời như chiếc lá rớt rụng bên sông. Hỏi em có biết hay không, mà sao em để tôi nhớ tôi mong. Cách chia nào chẳng đâu. Hỏi em có biết hay không, mà sao em để tôi nhớ tôi mong cách chia nào chẳng đau lòng. Vũ cho anh hỏi một câu. Cái này là thường thường mà các ca sĩ chuyên nghiệp cũng hay được nhà báo hỏi câu này lắm. Gia đình em có ai làm văn nghệ không? Dạ thưa anh Công Thành, gia đình em thì không có ai làm văn nghệ cả, mà ai cũng yêu văn nghệ hết. Tức là nguyên gia đình karaoke mà một mình em dám lên sân khấu như thế này thôi. Rất là hay. Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Phương Hồng Quế. Theo sự nhận xét của Phương Hồng Quế thì cái phong cách trình diễn của em rất là vững vàng, rất là tự tin. Em không có thấy một chút xíu nào mà khớp như hai em hồi nãy. Nhưng mà chị thấy rằng cái giọng hát của em á, hôm nay nó không có được mạnh như chị có lần đã gặp em hát ở đâu. Và chị thấy giọng em hôm nay nó không có được tốt, được mạnh như hôm trước. Hy vọng rằng em sẽ, có thể là hôm nay em bị cảm hay là bị yếu hay bị mệt, nhưng mà chị thấy rằng em có thể hát hay hơn nữa, hơn là cái ngày hôm nay. Thì chị cũng chúc cho em thành công. Cảm ơn. Nam ca sĩ Henry Trúc. Henry cũng đồng ý với chị Quế, mà Henry chưa có cơ hội nghe em hát chưa trên sân khấu trước khi đó. Mà cái cách mà em trình diễn rất là hay, rất là tự nhiên. Thì anh thấy giống như hôm là em hát ở trên sân khấu cũng lâu rồi. Cái đó là rất là very good. Yes, xin cảm ơn anh. Henry thích bộ quần áo này không? Nam ca sĩ Mạnh Quỳnh. Em hát cái giọng của Vũ rất là tốt, nhưng mà mình Quỳnh nghĩ là Vũ và mình nên chỉnh lại những cái cách phát âm với lại những cái nốt nó chưa có được hoàn hảo cho lắm. Tại vì đôi khi có những nốt nốt Vũ ca nó giống như nó bằng quá, nó không có đúng với lại cái melody của cái bài hát đó. Phải cẩn thận vấn đề đó. Về cách phong cách thì trình diễn rất là tốt, và đặc biệt cái quan trọng nhất là Vũ ca rất là có hồn và cách diễn xuất giống như nhập tâm. Thì Mạnh Quỳnh cũng chỉ có ý như vậy thôi. Chúc may mắn. Xin cảm ơn. Nam ca sĩ Tuấn Anh. Cách diễn xuất thì rất tốt, rất đạt. Tiếng hát của em chất giọng khỏe lắm. Nhưng có những cái nốt đó em không tròn thì gọi là méo. Thành ra nếu em có điều kiện, có thời gian tập dượt hơn, em sẽ là một giọng hát hoàn hảo. Là bởi vì cái nốt cao của em đó, nó bị mỏng đi. Và cái nốt thấp của em đó, thì biến mất. Thế cho nên nếu em focus vào trong hai cái điểm này, thì tiếng hát của em rất tuyệt vời. Diễn xuất thì em đã đạt rồi đó. Phong cách rất tự nhiên và thành thật.
em hát một cái giọng hát rất là chân phương, tức là không điệu, không có cần phải điệu hạnh hay là tô điểm thêm, bởi vì thực chất của nó đã chân phương rồi. Chúc mừng em. Dạ, xin cảm ơn. Thành Vũ. Kính thưa quý vị, tất cả các ca sĩ mà lên đây ngày hôm nay, đối với Thành, thắng hay thua không thành vấn đề. Thành nghĩ là tất cả các ca sĩ này có thể thành ra những ca sĩ chuyên nghiệp được. Kính thưa quý vị, quý vị có đồng ý với Thành không ạ? Sơ sơ là mới chỉ có 3 người thôi. Kế tiếp, Thành xin được hân hạnh để giới thiệu đến quý vị thí sinh số 4, Minh Viễn. Dạ, Minh Viễn xin được gửi lời chào trân trọng và thân thương nhất đến tất cả quý vị khán giả và ban giám khảo. Để tiếp tục với phần thi của Minh Viễn sẽ gửi đến quý vị nhạc phẩm được mang tên Dấu Tình Sâu của nhạc sĩ Ngô Thùy Miên. Thank you. Chiều còn vương nắng để gió đi tìm vết bước chân em qua bao nhiêu lần, lời ru đan ngón tay buồn ngàn năm cho sáng băng hồn tuổi gầy nồng lên màu. Trời còn mây tím để làm mơ nhiều, lá khóc che mi cho môi ướm sầu. Chiều lên đỉnh núi ngang đầu, nhạt đường cho ngón sáng sầu, giận hờn sinh ngập lối đi. Khi gió mang dấu địa đàng, đường lên đã che vết nồng nàn. Người còn nhớ mãi hay quên người? Câu hỏi của em nè,
Em có chơi một nhạc cụ nào không? Dạ em mới học piano. Em học piano được bao nhiêu lâu rồi? Dạ mới có 2 tháng thôi. Quá hay. Đánh hay hơn mấy anh này không? Dạ không bằng. Có, kính thưa quý vị, thì xin được mời nam ca sĩ Mạnh Quỳnh. Anh nghe em ca thoang thoáng á, thì nếu mà em anh không có nhìn á, thì có na ná giống nam ca sĩ Bằng Kiều. Có phải Bằng Kiều là thần tượng của em không? Dạ, dạ đúng rồi. Ok. Tuy nhiên mới bắt đầu thì có vẻ như không biết giờ em hứng thú quá hay sao. Những lúc mới vô em bắt đầu rất là mạnh cho nên đôi khi em lên cao nó bị mạo giọng mỏng mà bị mất luôn cái tiếng cái của em luôn. Cho nên em cẩn thận vấn đề đó. Tại vì khi mà trình bày một nhạc phẩm khó như thế này thì em phải cẩn thận rất là nhiều về vấn đề đó nha. Dạ. Ok, cách ăn mặc thì đẹp lắm. Thank you, anh. Cho anh mượn được không? Dạ. Bây giờ tới anh Mạnh Quỳnh muốn bộ đồ của em. Nữ ca sĩ Phương Hồng Quế. Dạ vâng, nếu mà mượn được bộ đồ này mặc lên sân khấu hát chắc Quế cũng mượn bộ đồ của em đó. Anh đố em dám mặc cái bộ đồ này lên sân khấu. Lên sân khấu mà nó chiếu chiếu vậy là thấy bắt mắt rồi. Dạ cái này bạn gái của em làm cho em. Ồ vậy đó trời. Có bạn gái làm nữa. Bạn gái có đi theo không? Dạ có. À vậy hả? Thì em không thấy là la lớn nhất ở bên này nữa, bạn gái. À vậy. Chị thấy rằng đúng như là Mạnh Quỳnh nói, chắc là em phải thần tượng Bằng Kiều ghê lắm cho nên là giống như là phải nói là chính xác, giống thật là giống. Nhưng mà những cái lời phê bình của Mạnh Quỳnh cũng rất cũng đồng, Phương Hồng Quế đồng ý với lời phê bình của Mạnh Quỳnh. Và cái bài nhạc này em hát nó khi mà em hát nó sốc quá. Tức là nó vô mạnh, lúc mà hát á bắt đầu vào mạnh quá và sau đó nó bị hụt. Cho nên là em cố gắng lên, chị thấy rằng em có rất là nhiều triển vọng để mà trở thành ca sĩ. Chúc mừng em. Dạ cảm ơn chị. Nam ca sĩ Tuấn Anh. Anh Mạnh Quỳnh và cô Phương Hồng Quế nhận xét rất là tinh tế và rất là chính xác. Anh khuyên em, nếu quả thật em yêu nghệ thuật, yêu sân khấu, nên tạo lấy cho mình một cái dáng vẻ riêng biệt. Bởi vì trông thấy em, nghe tiếng hát của em, người ta biết ngay là em. Còn hơn là nếu mình mang cái tính chất của một người khác thì cuối cùng là cái tên tuổi mình vẫn nấp dưới bóng của người khác. Dạ cảm ơn anh. Quý vị thấy có đồng ý với Tuấn Anh ở quan điểm này không? Cái điều thứ hai nữa đó, khi em bắt đầu một bài hát, em chỉ có mỗi 365 thần công lực em tung ra hết. Thế thì về sau nó lại reduce từ từ đi, nó còn có 300, 250 và chỉ còn có 30 thôi. Thế là một cái điều đó là em cần phải lưu ý. Mà cái cách trình diễn của em trông rất là tốt, cách ăn mặc của em rất đẹp, rất mốt. Khi thoạt đầu mà em bước ra sân khấu, anh nghĩ ngay một cái bài hát em sẽ chọn. Nếu là nhạc Mỹ thì sẽ là bài I Hate Myself For Loving You. Còn nếu em chọn nhạc Việt Nam đó thì anh tưởng tượng ngay đến cái bài Người ấy và tôi, em chọn ai? Thành ra đó, nhiều khi em trình diễn hơi quá cái ý nghĩa của cái bài hát. Đâm ra khán giả họ cần nghe những cái sự chân thật, cần nghe những cái xúc cảm của em trong bài hát thì họ lại bị lướt đi. Đấy là một cái điều rất là tiếc. Thành ra em có một cái giọng hát rất tốt, phong cách trình diễn rất hay. Tuy nhiên, nếu nó thích hợp với bài hát để diễn đạt được cái ý tưởng của mình, đó là một cái điều hoàn hảo. Chúc mừng em. Dạ, cảm ơn anh. Thank you, anh. Xin mời Henry Trúc, chưa xong. Henry thì bây giờ chắc cũng mượn cái bộ áo đó. Của... Không được, Mạnh Quỳnh đã lấy rồi. Và Henry đồng ý mà hồi em bước ra, anh nhìn em giống như là tài tử của Đại Hàn vậy. Dạ, có phải không? Nói vậy. Quý vị đồng ý không? Look very nice. Mà anh chỉ có ý kiến đó, lúc em hát đó, để ý cái tay đừng có vẫy nhiều quá. Tại nó cái đó là distraction, có đó khán giả không có, nhiều khi người ta bị distract, người ta không có để ý cái tiếng hát của em. Thì em kiểu có chú ý cái đó thôi. But besides that's very good. Yeah, thank you. Minh Viễn. Tiếp nối chương trình, kính thưa quý vị, thí sinh số 5. Xin quý vị một tràng pháo tay cho
Kiều Trinh. Kỳ Trinh xin kính chào ban giám khảo và xin kính chào quý vị khán giả. Và sau đây Kỳ Trinh xin gửi đến quý vị một nhạc phẩm mang tựa đề Đường Xưa. Bước trên đường về, em thương nhớ anh âm thầm. Nhớ bao hẹn thề xưa êm ấm, nhưng chưa hè tình dần lên đắm say vô bờ. Em nói bằng tiếng thơ mong chờ. Bao ngọt ngào ta vun rơi, đã không còn đường xưa thơm nắng môi em hồng, tan nát rồi giấc mơ thương mong. Rồi ta sẽ bước trời vai khi người khuất xa chân trời, sẽ hâm hối trong trong ngóng anh bao hơi anh ngọt ngào sao hoang vắng. Xót xa này từng đêm thao thức em đông đầy, đêm vẫn là những đêm Henry Trúc có thấy lại Angelina Jolie nữa không? Xin mời Henry. Em đang toàn mồ hôi đây. Và tiếng hát của em hát rất là ngọt ngào. Cái bộ thì bộ áo cũng đẹp. Với lại cái mấy cái nâu của em hát đó, rất là đúng. Chỉ có mấy cái nâu mà thấp thì em cứ để ý mấy cái nâu thấp thôi. Mà overall very good, very good. Nữ ca sĩ Phương Hùng Quế. Bộ áo, cách ăn mặc, cái diễn xuất của em thì chị chấm, rất là chấm. Em có, nếu mà giữ cái vóc dáng như vậy thì em có thể dáng đẹp, mặt em cũng xinh xắn thì có thể có cơ hội làm ca sĩ. Nhưng mà cái giọng hát của em
thì theo chị nhận xét rằng biết rằng hôm nay là em lên nhiều khán giả thì em thi thì em có rung, nhưng mà cái chất giọng của em theo chị thấy rằng em còn phải tập lại nhiều lắm, là bởi vì phát âm của em và những cái nốt thấp cũng như cái những cái nốt cao, nói chung là em nên về nhờ một người thầy nào đó để mà tập hát lại cách phát âm, rồi để cái giọng của mình nó hoàn chỉnh hơn. Và chúc mừng em. Xin cảm ơn Phượng Quế. Và cái câu hỏi của em nè là em đứng và bây giờ em hát trước quý vị khán thính giả này, hồi nhỏ đó em có bao giờ mà em đứng ngày giỗ, đám giỗ rồi có đứng trước gia đình một mình em hát bao giờ không? Dạ, em hồi nhỏ em không có đứng trên sân khấu em hát, mà tại vì em qua đây lúc em 7 tuổi cho nên em không có cơ hội để đi học tiếng Việt. Và ở nhà thì em hát karaoke nhiều. Tức là có đứng hát cho gia đình nghe thế gì? Đứng ở nhà. Yes. 7 tuổi mà em đã nói được tiếng Việt như vậy là đã khá lắm rồi. Thành xin được mời nam ca sĩ Mạnh Quỳnh. Cách trình diễn, cách ăn mặc và cái sắc của em phải nói rất là hoàn hảo, em đẹp và em ăn mặc cũng rất là đẹp. Tuy nhiên như chị Hồng Quế nói thì cái em nên về trao chuốt lại cái giọng hát của mình. Biết anh, dù anh biết là em có thể em nói tiếng Việt không có rành, đúng không? Nhưng mà em ca như vậy là rất là tốt rồi. Anh cũng khuyến khích cho em là nên ráng ca cho cái chữ cho nó chắc, nó tròn chút xíu nữa. Tự em bị dính, em phát âm chữ này cái dính một cái chữ kia nó không có rải ra đều đó. Cho nên nếu mà nghe em hát một bài thì ok, nếu mà em ca mấy một cái CD như vậy là chắc khán giả mệt lắm. Nhưng mà em có cái giọng hát của em cũng đặc biệt lắm, không có giống nhiều người đâu. Cho nên đó là một cái điều tốt. Chúc mừng em. Thank you. Xin mời nam ca sĩ Tuấn Anh. Anh thấy em, anh thấy đẹp quá này. Nhưng mà quả thật đó, anh tự nhiên nghe em hát, tự nhiên anh nói như là Mỹ nói tiếng Việt đó. Nhưng mà em thì anh nhìn em ở một cái hình ảnh của một cô model thì rất là xuất sắc. Có phải không thưa quý vị? Xinh đẹp, dáng dấp rất gọn gàng, rất thanh thản. Như vậy điều này là số một rồi. Em có thể trở thành một nữ tài tử nổi danh của Việt Nam. Tuy nhiên nếu em yêu ca hát thì anh chỉ cho em một cái bí quyết là nãy giờ từ lúc đầu cho đến cuối của cái phần trình diễn của em thì em run nhiều quá. Đấy, thành ra đó anh chỉ cho em trước khi em ra sân khấu lần tới em cho hai cái đồng 25 sen vào dưới cái đế giày thì em sẽ lấy lại bình tĩnh ngay. Tại vì em run như vậy đó, khi em run như vậy đó nó ảnh hưởng cái giọng hát rất nhiều. Đó, em hát em run quá. Thế thì nhiều khi là các cụ là nghe là cứ tưởng là Thúy Kiều đang than vãn một cái điều gì đó. Thành ra đâm ra nó mất cái ý nghĩa của bài hát. Mà cái giọng hát của em đó cứ như là chim vàng thỏ thẻ, nó dễ thương, đáng yêu lắm. Thế tuy nhiên nếu em hát trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp thì em nên tìm thầy để học lại. Là bởi vì em có tất cả những điều kiện, em có tất cả những yếu tố. Nếu em hát hay một tí nữa, chuẩn hơn một chút nữa, em sẽ trở thành hoàn hảo. Anh chúc mừng em. Xin cảm ơn. Cho anh hỏi Tuấn Anh là anh nói là để 25 cm dưới đế giày là nó hết run à? Vâng. Thiệt không? Thiệt, cái đấy là bí quyết thật. Thế nên để hai cái đồng 25 cm là bởi vì cái kim khí nó có cái độ lạnh đó. Thành ra khi mình để dưới giày của mình đạp lên đó, thì dưới cái lòng bàn chân của mình đó. Tức mình là để trong giày? Để trong giày, để ở phía trong của giày. Thì lần tới em cứ làm thử xem, em sẽ hết run, em sẽ lấy lại bình tĩnh. Có bởi thể. Vì mình nhớ là cái chân mình nó vẫn đặt ở trên cái mặt bằng của cái sân khấu, chứ không phải là mình đi lơ lửng giữa như 9 tầng mây. Anh ơi, vậy nếu mà cổ mang giày cao gót như vậy rồi có bị không? Sao không ảnh hưởng gì hết. Còn em sẽ hết run, có cái feeling. Dạ, em sẽ hết run nhưng mà có thể té thôi. Xin mời Kiều Trinh. Kính thưa quý vị, tiếp nối chương trình xin quý vị một tràng pháo tay. Thái Huy. Thái Huy xin kính chào tất cả quý vị và ban giám khảo. Thái Huy đến từ Chicago. Cái này là lần đầu tiên đứng trên sân khấu của Dallas.
Thái Huy sẽ đến với quý vị và tất cả quý vị khán giả đây một nhạc phẩm của nhạc sĩ Ngô Thị Miên. Nhạc sĩ, I'm sorry, nhạc phẩm Niệm Khúc Cuối. Cuối cuộc đời dù
cho em. Em đang tâm sẽ nát tim tôi. Dù có ước ngàn lời, có chết một đời cũng đã muộn rồi. Tình ơi, dù sao đi nữa, xin vẫn yêu em. Tình ơi, dù sao đi nữa, tôi cũng yêu em. Tình ơi. Tôi vẫn yêu em. Thái Huy. Không biết sao nên là em rung quá. Thái Huy, Huy, câu hỏi của em nè. Có bao giờ em tập hát ở trong phòng tắm không? Dạ. Trên hotel từ tối hôm qua tới giờ em tập hát trong phòng tắm. Phải trong không? Phòng tắm này luôn. Đó, kính thưa quý vị, nó lạ lắm là tại vì thế này, trong phòng tắm mà quý vị, bây giờ quý vị về, quý vị thử đi, cứ hát chơi cho vui thôi, tự nhiên nó có một cái tiếng vang rất là đặc biệt, đó, không cần phải echo gì cả, quý vị cứ hát trong phòng tắm, thành ra rất nhiều ca sĩ tập hát ở trong phòng tắm, kính thưa quý vị, đó, như cũng như Thái Huy nói nè, có ở đây trong này nữa phải không? Cái bathroom này hôm qua giờ em gặp là em có hát trong đó. Đó, thấy chưa, câu hỏi quá đúng luôn, và kính thưa quý vị, xin mời Henry Chúc. Tiếng hát của em rất là ấm. Và lúc mà em hát mấy bài mà bắt đầu mà mình vào hát vào nó kêu là acapella, hát một mình á, thì nhớ giữ giữ mình những cái dịp. Nếu mà mình không có giữ cái dịp á, là ban nhạc vào á, thì hơi khó. Thì em kiểu chú ý cái đó. Cái nhịp, sorry. cái rhythm. Không sao, cái dịp cũng được. Dịp. Đó. Thì em chỉ cần chú ý cái đó thôi. Là lúc thì bây giờ em với lại anh thấy cái hơi lúc mà em hát lên cao thì còn chưa đủ, thì đó mình phải tập cái thở, cái cách thở, xài cái diaphragm của mình á, thì cái đó thì lúc hát nhiều thì cứ tập lên là được thôi. Cảm ơn anh. Phương Hồng Quế. Trước tiên là bắt lỗi cái ông Henry Chúc này, quý vị, ông nói mà mình nghe mình khiếu trọ quá chừng, khó chịu quá quý vị. Em cũng ráng về học tiếng Việt lại nghe Henry. Cái nhịp của người ta mà anh nói cái nhịp thì bố ai mà hiểu được chứ trời ơi. Mình là đẻ bên Việt Nam từ nhỏ lớn lên, người Việt Nam chay mà còn không hiểu, làm sao mấy em bên Mỹ nó hiểu cưng. Nhớ nghe cưng, về học tiếng Việt Henry. Nhưng mà phải có nhịp thì mới đúng nhịp. Nhịp này đó là nhịp mà người Huế thì họ nói nhịp. Đúng, người Huế thì họ dùng chữ nhịp thì họ nói là nhịp. Đúng không Tuấn Anh? Dạ, thì mình nói đùa một chút cho nó vui, cho nó bớt căng thẳng các em. Em hát cái giọng em rất là tốt. Nhưng mà chị nghĩ rằng em có thể là em hôm nay em hồi hộp. Em bị rung. Thành ra hy vọng rằng lần tới em hát sẽ tốt hơn, mạnh hơn và em có thể điều chỉnh cái giọng em được đều hơn. Cái giọng em nó không có được đều. Và cái cách mà em lúc bước ra sân khấu để mà trình diễn á, thì ta chỉ thấy rằng em hơi vội một chút. Hơi vội, không biết là em hơi vội, chắc là em hồi hộp. Nhưng mà cái đó thì mình khắc phục được, mình sửa được, em biết không? Cái giọng em tốt lắm. Thì hy vọng rằng những cái khuyết điểm nhỏ nhỏ đó em sửa được. Rồi mình làm ca sĩ chuyên nghiệp thì mình ăn mặc nó sẽ đẹp hơn nữa. Ý chị nói là chị không muốn mượn cái bộ đồ của em phải không? Không, chị không mượn đâu. Bộ đồ này chị không mượn, cái nào đẹp chị mới mượn, bộ đồ này chị không thích thành ra chị không mượn. Sorry em nha, cái này là lời thật, thay mất lòng. Cho nên là hy vọng là cái giọng mình tốt, rồi mai mốt mình ăn mặc thì có người ta design cho mình, đâu có lo, mình nổi ca sĩ nổi tiếng là có người design áo quần cho mình mặc. Không okay. Sao, có anh Tuấn Anh đã nói rồi, có hồi hộp nhét 50 sen và nó hết liền. Kỳ tới nhớ nhét 50. Ok, chờ, hy vọng rằng kỳ tới em sẽ hát hay hơn, chúc mừng em. Dạ, cảm ơn chị. Xin mời anh Tuấn Anh. À, quả thật là cô Phương Hồng Quế nhận xét cũng rất là chính xác. Tuy là em không có tô điểm lắm trong cái cách ăn mặc, thế nhưng mà em có cái giọng hát rất tốt. Cái chất giọng em tốt lắm, cái wide range của em rất là tốt.
Thế tuy nhiên á, cũng có một cái lỗi lầm, một cái khuyết điểm rất nhỏ mà nếu mà em chăm chú để mà em sửa đổi đó, thì cái giọng hát của em sẽ hoàn hảo hơn. Đó là tại vì em hát trông nó có vẻ nhát gừng. Thành ra đâm ra đó, cái ý tưởng của bài hát nó không được liên tục. Đó, em hát em ngưng nhiều quá, vậy em nhìn ban nhạc nhiều quá. Đấy, mà không hiểu ban nhạc có làm điều gì có lỗi với em không mà em cứ nhìn họ như vậy. Đâu, cái đó giống như là bác bảo kê của em. Mỗi lần em nhìn ban nhạc là tự nhiên em lấy lại được cái chút xíu nào tin tưởng. À thế à? Ồ, thế lại là có những tình cảm riêng như vậy đó hả? Ok. Vâng, thì anh xin tôn trọng cái ý kiến của em. Thế nhưng mà em hát một cái điều thứ hai nữa, ngoại trừ những cái điều mà nãy giờ anh phân tích cho em thấy đó, thì cái điều thứ hai nữa đó, cái khuôn mặt của em rất tươi, rất sáng, mà thậm chí đó, mà có một cái câu thơ của cụ Nguyễn Du có bảo là khuôn trăng đầy đặn mà nét ngài nở nang đó. Cái khuôn mặt em nó tròn mà nó phúc hậu như thế. Mà em hát cái bài này, em diễn tả mặt em buồn quá. Nó quá buồn đi thì làm sao em chuyên trở được cái đam mê, cái da diết của bài hát đến với khán giả được. Buồn như thế thì người ta sợ nhìn, người ta sợ buồn lây đấy. Em thấy không? Đấy là những cái mà mình cần phải sửa đổi. Nếu quả thật mình có tâm hồn nghệ thuật và muốn phục vụ nghệ thuật, phục vụ quần chúng, em nên để ý những cái điểm này để khán giả hài lòng hơn nhé. Cảm ơn em và chúc mừng em. Xin mời Mạnh Quỳnh. Trước hết là Mạnh Quỳnh rất là thích cái giọng của em. Giọng của Huy ca rất là hay. Mạnh Quỳnh rất là thích. Nó có hồn lắm. Khi mà chỉ có được khắc phục những cái nhỏ nhỏ nhặt như nãy giờ anh chị đã nói với em Huy rồi đó, thì nên cẩn thận với vấn đề đi ra bước đi tới đi lui. Dĩ nhiên là chắc run, thì Mạnh Quỳnh hy vọng trong tương lai một lần sau, ví dụ em qua được cái dòng này dòng tới, thì em sẽ khắc phục khi bước ra sân khấu là bước thẳng ra rồi chào khán giả chứ không có đứng lấp ló bên trong như vậy. Ok, cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn rất nhiều. Cảm Thái Huy. Và kính thưa quý vị, sau đây thì xin được hân hạnh để giới thiệu đến quý vị thí sinh kế tiếp. Xin quý vị một tràng pháo tay. Và hồi nãy Thành thấy quý vị đã vỗ tay rất là hay, nhưng mà từ từ cái la nó bớt đi một tí. Giờ xin kính mời quý vị cho cái la nó trở lại. Xin quý vị một tràng pháo tay cho Đức Tân. Lời đầu tiên Đức Tân xin gửi lời chào thân thương đến quý vị thế này ạ. Và một nhạc phẩm mà quý vị đã từng được nghe rất nhiều ca sĩ trình diễn. Hôm nay Đức Tân xin được gửi đến quý vị nhạc phẩm của nhạc sĩ Lam Phương được mang tên Thành Phố Buồn. Thành phố nào nhớ không em, nơi chúng mình tìm phút êm đềm. Thành phố nào vừa đi đã mỏi, đường quanh co quyền gốc thông già, chiều đàn tay nghe nắng chan hòa, nắng hôn nhẹ làm hồng môi em. Mắt em buồn trong sương chiều, anh thấy đẹp hơn. Một sáng nào nhớ không em, ngày Chúa Nhật ngày của riêng mình. Thành phố buồn nằm nghe khói tỏa, người lửa thưa chìm dưới sương mù. Quỳ bên em trong góc giao đường, tiếng kinh cầu dệt mộng yêu đương. Chúa thương tình sẽ cho mình mãi mãi gần nhau. Rồi từ đó vì cách xa duyên tình thêm nhạt nhòa. Rồi từ đó chôn phong ba, em làm dấu nhà người. Âm thầm anh tiếc thương đời, đau buồn em khóc chia phôi. Anh về gom góp kỷ niệm tìm vui. Thành phố buồn lắm tớ vương, cơn gió chiều lạnh buốt tâm hồn.
và con đường ngày xưa lá đổ, giờ không em soi đá u buồn, giờ không em hoang vắng phố phường, tiếng chuông chiều trầm trầm thê lương, tiếng đưa người quên núi đồi quên cả tình yêu. Rồi từ đó vì cách xa duyên tình thêm nhạt nhòa, rồi từ đó chốn phong ba em làm dấu nhà người, âm thầm anh tiếc thương đời, đau buồn em khóc chia phôi, anh về gom góp kỷ niệm tìm vui. Thành phố buồn lắm tớ vương, cơn gió chiều lạnh buốt tâm hồn, và con đường ngày xưa lá đổ, giờ không em soi đá u buồn, giờ không em hoang vắng phố phường, tiếng chuông chiều trầm trầm thê lương, tiễn đưa người quên núi đồi quên cả tình yêu. Tiếng chuông chiều chậm chậm thê lương, tiễn đưa người quên núi đồi quên cả tình yêu. Và kính thưa quý vị, câu hỏi mà Thành muốn đặt cho Đức Tân ngay bây giờ là: anh biết em hát cái kiểu này là em đã có đi hát rất là nhiều nơi rồi phải không? Em ở tiểu bang nào vậy? Em ở tại Dallas, Texas. Dallas quá gần luôn. Thì bây giờ cái câu hỏi của em đó, của anh muốn hỏi em là này: em đi hát rất là nhiều nơi, cái chỗ nào mà em hát, có cái khi nào mà em thấy có một cái show nào mà em thấy nó khó chịu nhất, kể lại cho quý vị nghe coi. Cái show em hát rất là nhiều sân khấu, nhưng mà không có một cái nơi nào mà mình hát hay bằng cái nơi mà thiếu cái tràng pháo tay của quý vị. Cái đó đúng rồi, nhưng mà anh muốn hỏi cái chỗ nào mà nó khó chịu nhất chứ không phải là nó thích nhất. Khó chịu kìa. Không có chỗ nào hết rồi. Không có quý vị khán giả thì rất khó chịu. Thì hát không được. À đúng rồi. Cái đó là trả lời như không rồi. Henry Chu. Trước nhất anh muốn nói là em phát âm rất là hay, mà cái cách em hát rất là rõ, nghe cái mấy cái lời rất là rõ. Very good. Thì anh chỉ có mấy ý kiến đó thôi. Xin mời Tuấn Anh. Coi chừng Tuấn Anh lại bắt trước Henry Chúc rồi, lại chỉ có ý kiến đây thôi đấy. Tức là hay quá giờ không cần phải nói đấy. Thế nhưng mà anh chỉ khuyên em có mỗi một điều thôi. Giọng hát của em thì rất tốt, nhưng mà em hát cái bài Thành Phố Buồn là một nhạc phẩm rất là tình cảm, rất là dễ thương và rất là dễ gây cái xúc động trong lòng người nghe. Mà khuôn mặt em thì hơi bị dữ. Mà cái điều thứ hai đó, thì em hát đó, tại vì em hát nó vào khuôn, vào nhịp quá đó, thành đâm ra đó cái tình cảm nó bị giới hạn đi, mà em mất cái nhẹ nhàng đi. Thành ra đó anh có cảm tưởng giống như là ông bố đang dạy con ấy. Thành ra nếu em hát Thành Phố Buồn thì hát nhẹ lại một tí nữa thì cái giọng hát của em sẽ truyền cảm gấp trăm lần như vậy nữa. Nhưng mà nói chung giọng hát em rất hay, anh hoàn toàn đồng ý trên cái check trình diễn. Mạnh Quỳnh. Tân có cái giọng ca rất là đặc biệt, Mạnh Quỳnh rất là thích. Thì mình ca như vậy thì
đặt không có giống ai hết. Ví dụ mình mốt em nổi tiếng, ví dụ em ca bài là ca ra là người ta biết đó là Đức Tân Rèo liền, chứ không có so sánh bất cứ ca sĩ nào khác. Đó là điều Mạnh Quỳnh rất là thích ở em. Cái thứ hai như là Tuấn Anh nói hồi nãy á, từ cái bài này Thành Phố Buồn ca rất là tình cảm, tại vì bản thân Mạnh Quỳnh cũng như những anh chị em nghệ sĩ ca nhạc phẩm này rất là nhiều lần, cho nên Mạnh Quỳnh biết từ cái bài này nhạc sĩ Lâm Phương viết rất là lãng mạn, cho nên khi em thi mà tân ca đó nên diễn sức cho nó nhẹ nhàng, và đặc biệt là cái giọng mình cho nó chuyên chở chút xíu, chứ tân ca mạnh và ca giống như mình ca bài nhạc trẻ thì nó không có phù hợp lắm đối với nhạc phẩm này. Rồi, cảm ơn em. Kính thưa quý vị, cái tiếng Việt mình nó lạ lùng lắm, tại vì như là Mạnh Quỳnh nói là giọng ca không giống ai. Không giống ai có nghĩa là không giống những ca sĩ khác. Nói là không giống những người khác. Không giống. Chứ không phải là giọng ca không giống ai. À, xin lỗi. Tiếng Việt rất là quan trọng cái câu đó. Xin mời Phương Hồng Quế. Nói tiếng Việt bị bắt lỗi nữa, cho nên là nhớ coi chừng đó nha. À, khán giả 50 tiểu bang đang xem đó, Mạnh Quỳnh coi chừng đó, cho nên mình phải đập lưỡi 7 lần mình hãy nói. Nãy giờ mình nói bậy cũng nhiều lắm rồi đó quý vị ơi. Xin lỗi quý vị, nếu mà chúng tôi có cái gì sơ sót thì chắc là tại vì mình vui quá. Không sao, quý vị rất là tha thứ. Cảm ơn quý vị. Giọng hát của em hay. Cái lối diễn xuất của em chị cũng thích. Nhưng mà đúng như các anh chị, anh Tuấn Anh với lại các anh chị hồi nãy có ý kiến đó, thì em nên để cái tâm hồn mình vào cái bài nhạc, vì cái bài nhạc này nó đã hay rồi, giọng em tốt, nhưng mà em thiếu cái hồn. Và cái cách phát âm của em, cái cách mà trình bày bài hát của em á, chị thấy là nó đều quá, giống như là cái người mà đang trả bài vậy đó, chẳng hạn như là 1 với 1 là 2, 3, 3 với 2 là 5 vậy đó, nó đều đều vậy đó, nó không có những cái cao trào lên xuống, mà có những cái nuance, những cái tâm tình ở trong đó. Cho nên là em cố gắng đi thì cái giọng em tốt, thì chị hy vọng rằng em sẽ có tương lai rất là sáng lạng. Cảm ơn em. Em đừng lo, không giống ai ấy. Đức Tân. Chút xíu em xử anh sao. Khán giả đâu để ý tụi mình, anh bắt lỗi anh khui ra. Anh nghe cái tự nhiên là anh nói cái này hay quá, phải bắt vô liền. Kính thưa quý vị, để tiếp nối chương trình, xin quý vị một tràng pháo tay cho Duy Tú. Duy Tú xin kính chúc ban giám khảo và toàn thể khán giả có nhiều sức khỏe. Và bài hát của Duy Tú trình diễn mang tên là Anh Về Miền Tây, do nhạc sĩ Minh Vi. Mình anh
về, về miền Tây. Em đã qua cầu, đành lòng sao như nhẫn lúc mình trôi mãi phương trời mà quên điều lý thương nhau. Nơi chờ anh, em sẽ mong chờ. Anh nhớ thương ai? Cái câu hỏi này của Tú là Tú nghĩ gì mà khi mà em đi hát, em nghĩ gì về tương lai? Em có nghĩ là em theo đuổi cho đến cùng không? Trong tương lai thì em chưa có biết trước được. Nhưng mà ca hát đó là niềm đam mê và mơ ước mãi muốn thực hiện. Rất đúng. Xin mời nữ ca sĩ Phương Hồng Quế. Trước tiên thì nhận xét về cái gương mặt của em rất là hiền, rất là dễ thương, mộc mạc y như cái bài hát vậy đó. Tại quý vị, cảm ơn cô. Giống như người miền Tây vậy, dễ thương lắm. Con là người miền Tây. Ồ, hèn gì cái mặt nó dễ thương y như người miền Tây vậy, y như bài hát. Và cái niềm đam mê đi hát của em thì chị hy vọng rằng em sẽ đạt được. Về cái giọng hát của em truyền cảm, tuy nhiên những cái phát âm mà nó chưa được rõ lời, có những chỗ ca sĩ cần nhất là tròn cái tiếng và rõ lời thì em chưa có được cái đó. Nhưng mà giọng em có cái chất giọng rất là truyền cảm và thích hợp với những bản nhạc mà mang âm hưởng ngũ cung miền Nam như thế này. Thì hy vọng rằng
nghề dạy nghề em sẽ phát triển hơn nữa nhé. Chúc mừng em. Đây là lần đầu tiên mà con đứng trên sân khấu hát lên như thế này trong đời. Ồ, vậy thì hay quá. Một tràng pháo tay để khích lệ em. Những ca sĩ hồi nãy thì Quế biết rằng có đi hát rất nhiều nơi, nhưng em lần đầu tiên thì hy vọng rằng lần tới em sẽ thành công hơn nữa nha. Cảm ơn cô. Chắc chắn là Tú có hai đồng quarter ở dưới này rồi đấy. Không thấy run gì cả. Lần đầu tiên Tuấn Anh đúng không? Xin mời anh Tuấn Anh. Quả thật là nãy giờ chắc có nhẽ là em Duy Tú ở bên trong có nghe nói là hai cái đồng 25 sen đúng không? Dạ. Yeah. Yes. Đúng rồi, dễ thương quá, ngoan quá. Thưa quý vị, quả thật là chúng ta nghe cái bài hát nghe rất là mộc mạc, rất là chân phương và rất là bình dị. Thì quả thật con người, cái sắc vóc và cái phong cách của Duy Tú cũng mộc mạc như bài hát, như là cô Phương Hồng Quế mới vừa trình bày. Thì quả thật về cái dung mạo thì điều đầu tiên trên sân khấu em chiếm ngay được tình cảm của khán giả nhờ khuôn mặt. Cảm ơn Tuấn Anh. Điều thứ hai về bài hát đó, thì thậm chí ngay chính bản thân anh không dám phân tích về vấn đề nghệ thuật, bởi vì tiếng hát của em đã hay sẵn rồi. Thế tuy nhiên nghe em hát như này mà được em nghe em hát mỗi ngày như thế này thì anh càng lại nhớ mẹ hiền thêm. Cứ là nghe, bởi vì mẹ anh hay ru anh bằng những bài hát như thế này lắm. Thế là cứ anh cứ nhìn em là anh cứ nhớ đến mẹ anh. Mới lần đầu tiên trên sân khấu, giờ là phải tiếp tục hát cho anh Tuấn Anh. Mà thưa quý vị là quả tình là em ấy là mới gọi là mới cắt chỉ đấy ạ. Thành ra lần đầu tiên bước trên sân khấu mà không run mà như vậy là em giỏi lắm rồi đấy. Thế là có lời chúc mừng và chia vui với em đó nhé. Cảm ơn. Chúc em thành công thật nhiều. Dạ. Đối với anh Tuấn Anh chữ cắt chỉ là nhẹ lắm đó. Henry chúc. Anh cũng không ngờ mà cái này là lần đầu em bước lên sân khấu hát này. Em rất là rất là vững, rất là you know not nervous at all. Mà chỉ có là anh chỉ nói là có mấy cái note, vài note em hát thì hơi bị phô thôi, thì out of tune thôi. Thì để ý cái đó. Yeah, but nếu mà lần đầu em hát thì rất là giỏi, rất là hay. Cảm ơn anh. Mạnh Quỳnh. Trước hết là Mạnh Quỳnh phải công nhận nói là từ đáy lòng Mạnh Quỳnh thì lâu lắm rồi Mạnh Quỳnh mới thấy một ca sĩ trẻ mà hát được cái dòng nhạc quê hương như thế này. Tại vì quý vị biết chúng ta sống ở hải ngoại, chúng ta cần duy trì những dòng nhạc dân ca như thế này. Nhưng mà ở hải ngoại chúng ta thì những ca sĩ sau này toàn là hát nhạc trẻ không. Không biết tại vì ảnh hưởng về cuộc sống Mỹ hay sao, cho nên ít có ca sĩ nào chuyên chở những dòng nhạc quê hương và dân ca Nam Bộ như thế này. Thì thứ nhất là anh rất là cảm ơn em đã, ít ra em cũng yêu thích được cái dòng nhạc dân tộc của chúng ta. Mạnh Quỳnh rất là khâm phục. Cái thứ hai là giọng AK em rất là tốt và ca rất là có tình cảm. Thì như anh Thạch Rút nói, tuy nhiên em có những cái note nó bị out tune, cẩn thận vấn đề đó. Tại vì cái bài này Mạnh Quỳnh đã nghe Phi Nhung hát rất là hay. Và những cái âm điệu, những cái melody ấy, em ca trật rất là nhiều, nên cẩn thận nha. Yeah. Anh Mạnh Quỳnh và chị Phi Nhung cũng là thần tượng của em. Rồi. Cảm ơn. Cố gắng lên nhé. Dạ, cảm ơn. Em vừa nói xong câu đó, các anh cầm cái bút anh lên điểm lại. Đây là một cái sự khôn ngoan trong cái thật thà, non dài đó thưa quý vị. Duy Tú, kính thưa quý vị. Và từ nãy giờ là quá nhiều nhạc quê hương rồi. Và sau đây Thành xin được hân hạnh mà cũng quá nhiều được dựa. Sau đây Thành xin được hân hạnh giới thiệu của quý vị thí sinh mang tên Đoan Trang. Em xin thân ái kính chào quý khán giả và ban giám khảo. Em tên là Đỗ Phạm Đoan Trang, em đến từ Seattle. Và hôm nay em xin dự thi một bài hát rất quen thuộc của nhạc sĩ Lê Quang, bài hát được mang tên Chuyện Thường Tình Thế Thôi. Xin cảm ơn. Thank you.
trao cho anh, giờ chỉ còn trong đớn đau. Cuộc tình ngày nào đã trao cho nhau, giờ đã phai màu. Mình em bước đi trong mùa chiều nhớ anh, hàng cây vắng tênh tiếng đưa em về kỷ niệm. Rồi cuộc tình mình cũng như mây trôi, mây trôi thẫn thờ. Nhìn đường đời dài chỉ riêng em thôi, người hỡi anh ơi, anh có hay ngàn lời nói cho nhau bây giờ ích chi. Xin hãy khóc đi rồi ngày mai chia ly. Chốn nào giọt nước mắt khô rồi, người yêu hỡi thôi đây ta chia tay, chuyện thương tình thế thôi. Tình mình cũng như mây trôi thẫn thờ. Nhìn đường đời dài chỉ riêng em thôi, người hỡi anh ơi, anh có hay ngàn lời nói cho nhau bây giờ ích chi. Xin hãy khóc đi rồi ngày mai. Cảm ơn Đoàn Trang, xin mời em đứng lại đây. Câu hỏi của anh, nếu mà em thắng 10.000 đô, em sẽ làm gì? Dạ, xin cảm ơn anh. Nếu mà em có lucky như vậy á, thì
Louis Vuitton. Dạ, nữa. Dạ, cái đó là một điều rất là, đầu tiên là đó là một điều rất là vinh hạnh đối với em vì em đã chiến thắng. Và nếu mà em có được 10.000 đô thì em xin trích ra một nửa để xây dựng cho ở tiểu bang của em á, cái nhà thờ đang rất là nhỏ. Tiểu bang nào vậy? Tiểu bang Seattle. Oh, ok. Dạ. Tiểu bang Washington. Dạ, nhà thờ Washington em. Seattle là dạ, thành phố. Đại nhà thờ, nhà thờ Việt Nam á, anh rất là nhỏ, cho nên bây giờ cần phải xây lớn lên á. Và nếu mà em có được 10.000, em sẽ trích ra một nửa để đóng góp cho nhà thờ để xây dựng. Very nhà thờ. Good. Còn một nửa thì em sẽ cho ba mẹ của em, tại vì gia đình em cũng sắp về Việt Nam á. Để nè, em cho ba mẹ về xài chơi. Thế em cho 4.000, tôi giữ lại 1.000 đi Louis Vuitton mua bóp chứ. Thì xin mời anh Mạnh Quỳnh. Ok, em ở Washington là ở tiểu bang của Quỳnh đó. Trước hết thì em rất là sáng sân khấu, mặc ăn mặc đẹp và cách trình diễn thì có thể hơi run phải không? Hơi nervous, cho nên em không có tập trung về diễn xuất nhiều cho lắm. Nhưng mà từ cái giọng hát thì cũng có một cái nét gì đó đặc biệt riêng của mình, cho nên anh hy vọng em sẽ thành công trong tương lai. Xin cảm ơn anh. Chị Phương Hồng Quế. Phương Hồng Quế cũng đồng ý với Mạnh Quỳnh là em có sắc vóc, biết ăn mặc, sáng sân khấu, nhưng mà chắc là rung, cho nên là cái giọng hát của em nó có những cái chỗ nó xuống thấp, nó bị phô đó. Thành ra là hy vọng rằng em giữ bình tĩnh thì em có thể tiến xa hơn nữa. Chúc mừng em. Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn chúc. Thì anh cũng nghĩ vậy, em hát thì lúc em hát thì cái cũng hơi phô, mà lúc cái cách mà em diễn á, thì nó chưa được tự nhiên. Thì cái đó thì chắc nhiều khi mình hồi hộp thì nó bị vậy á, thì giống như mấy anh chị em nói vậy thì cố gắng tập lên thôi. Xin mời anh Tuấn Anh. Anh nghĩ là một cái điều rất là tốt đó, tức là trước khi em bước ra sân khấu thì em đã có tự tin rồi. Là bởi vì em dùng cái chữ chiến thắng đó, nghe nó rất là hùng dũng. Mà quả thật thì đã có dự định cho tương lai rồi, cho nên 5.000 mới cho nhà thờ, còn 5.000 trở lại là cho bố mẹ về Việt Nam. Thế là trong đầu là có sẵn cái niềm tự tin đấy rồi, có phải không thưa quý vị? Thế cho nên đó, trên cái phong cách và biết tính toán trong đời sống là một cái điều rất tốt, mà nhất là đối với người phụ nữ Việt Nam hiền lành bé nhỏ như vậy nữa, thì anh chúc mừng em trên cái quan điểm này. Thế tuy nhiên em nên cố gắng hơn, trau dồi nhiều hơn với cái giọng hát của em. Vốn dĩ cái giọng hát em nó đã tốt đấy, nhưng người ta bảo là ngọc kia mà chẳng rũa chẳng mài thì cũng thành vô dụng, cũng hoài ngọc đi. Xin cảm ơn anh. Thành ra anh chúc mừng em và khuyến khích em nên tập nhiều hơn nữa để trở thành một giọng hát lý tưởng để mà làm cái người bạn mỗi một ngày anh lái xe anh nghe tiếng hát của em. Dạ, xin cảm ơn anh rất nhiều. Đoan Trang. Cảm ơn ban giám khảo, cảm ơn quý vị. Và kính thưa quý vị, từ nãy giờ là chúng ta có 9 thí sinh đã tham dự ngày hôm nay, và quý vị có thấy là Thành xin được nhắc nhở tất cả các ông bầu, những bà bầu, ông bầu ở ngoài 50 tiểu bang mà đang coi chương trình trên đài VHN của DirecTV 2073. Xin kính mời các anh các chị cứ việc gọi vào với 5M Music nếu mà quý vị muốn book cho em nào đi hát. Tại vì đối với Thành thấy từ nãy đến giờ là có 9 ca sĩ có thể Thành ra chuyên nghiệp được rồi. Thành xin kính mời các ông bầu ủng hộ cho các em. Và kính thưa quý vị, thí sinh chót ngày hôm nay xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị thí sinh mang tên David Phan. Cảm ơn quý khán giả và ban giám khảo. Lời trân trọng nhất, kính chào.
Xin trình bày bài hát Xin anh giữ trọn tình quê của Duy Khánh. Đêm nay cho trọn tình yêu thương, đẹp tình quê hương, mai tôi về chúng mình đôi đường. Giờ phút vâng thì ai lên đường, ai vẫn vương. Mình thương, thương nhau trong đời, thương nhau trong lời, yêu nước Việt mà thôi. Xin nhớ anh ơi, anh ra đi vì nghe lời buông quê hương, nhịp cầu yêu thương bao năm rồi vẫn còn đôi đường. Từ giờ phố phường anh lên đường không vẫn vương. Hỏi anh bao nhiêu thu rồi, xa xôi quê người mơ ước gì hỏi lòng trái, sông núi chia vò. Anh ơi, trời Nam đau khổ, nhà Việt Nam cách trở, mẹ Việt Nam nức nở, mình người Nam muôn thuở, giữ trong lòng cho trọn tình quê. Bao nhiêu năm qua chinh chiến điêu tàn, đau xót vô vàn, tôi sống âm thầm không nói nên lời, nên viết bài ca tận anh ơi. Cho dù trên đường dài tha phương biển biệt quê hương, xin anh còn giữ bên câu thề, dù gió mưa về vẫn một lòng yêu mến quê. Ngày mai ta xa nhau rồi, những tiếng trong đời anh sẽ còn gặp tôi, quê cũ mộng
David, cho anh hỏi một câu. Em nghĩ là tại sao mà ban giám khảo chấm em? Xin mời em ra đây. Rất câu hỏi là khó nhất trong 10 câu hỏi, kính thưa quý vị. Tại sao em nghĩ là ban giám khảo phải chấm em? Dạ, thưa anh, em nghĩ là tại vì chút nhất là em rất là đam mê, và ước mơ của em là hát cho những người đam mê. Cho nên đó, bao nhiêu thôi. Nếu mà ban giám khảo cũng đam mê theo thì xin chấm cho David Phan. Và thành xin được mời Henry Trúc. Em hát bài này rất là có nhiều feeling, và cái phát âm của em thì chỉ có hơi yếu thôi, mà rất là nhiều feeling. I like that, it's very good. Mạnh Quỳnh. Cái phong cách trình diễn và giọng hát của David rất là chững chạc, và ca có hồn lắm, Mạnh Quỳnh thích lắm. Chỉ có điều để ý mấy cái chữ với mấy phát âm chắc cái chính tả thôi, những cái chữ nó còn bị sai nhiều đó. Nhưng giọng ca thì rất là hay và có hồn, Mạnh Quỳnh thích lắm. Cảm ơn David. Xin được mời nữ ca sĩ Phương Hồng Quế. Phương Hồng Quế cũng có nhận xét giống như là Mạnh Quỳnh, tức là với Henry Chúc, chắc khán giả cũng nhìn nhận rằng em hát, cái giọng hát rất là truyền cảm và có hồn, chững chạc. Nhưng mà cái phát âm của em á, ca sĩ là cần nhất là phát âm cho nó rõ. Và em có những cái ngọng trong chính tả. Có thể là người nam khi mình hát tân nhạc đó, thì thường thường là người ta sử dụng, người ta dùng cái giọng Bắc, giọng người Bắc, thì nó mới đúng nghĩa, cái bài hát nó mới tròn trịa. Thì em có xen cái giọng nam, rồi lâu lâu có lớ lớ cái giọng Trung cho Duy Khánh nữa. Cho nên là nó không có một cái phát âm của em, nên tập lại cái phát âm. Là em có truyền cảm, đúng là em đam mê. Em có cái niềm đam mê ca hát, cho nên là em hát rất là có hồn. Em đặt hết cái tâm hồn vô bài hát, để cho người nghe người ta cũng đi theo, tâm hồn người ta đi bay theo cái bài hát với cái giọng hát của em. Nhưng mà cái phát âm bị ngọng đó thì em nên sửa lại, cái đó cũng dễ chứ không có khó khăn gì đâu. Thì hy vọng trong tương lai em sẽ sửa được những cái lỗi nhỏ này thôi, và em sẽ thành công nhé. Cảm ơn em. Xin mời anh Tuấn Anh. Cái điều đầu tiên khi em bước ra sân khấu đó, thì em đã có một cái phong cách rất tốt. Từ cái vóc dáng của em cho tới cái lối ăn nói, mặc dù hơi nhỏ, là bởi vì anh ngồi chung quanh những vị khán giả ở nơi đây này, bảo là anh nói nhỏ, cái gì nhỏ quá chả nghe cái gì hết. Thì đâm ra đó, thì có một cái điều mâu thuẫn là cái dáng dấp của em trông rất là đàn ông, rất là masculine. Thế tuy nhiên cái giọng nói của em thì quá nhỏ nhẹ. Thì có thể đó, đôi lúc đó, trong đời sống chúng ta cảm thấy có cần thiết ở một nơi nào đó rất là hạn chế thôi. Chứ còn đa số mà cái thời giờ của chúng ta phải ăn to, nói lớn để nó giống... để nó giống như cái vóc dáng của em như vậy. Cái điều thứ hai đó là cái tiếng hát của em, mặc dù cái phát âm của em không chuẩn, nhưng mà anh có thể lấy một cái lý do này để có thể cho em một cái con đường rất đẹp, rất dễ thương để cho em tha hồ cưỡi ngựa xem hoa. Là bởi vì cái giọng hát của em, chúng ta là người Việt Nam, chúng ta là người có ba miền Nam Trung Bắc, thì một cái giọng hát của em chuyên trở được cả ba giọng như thế thì em tuyệt vời, nó có còn gì. Thế cho nên anh nghĩ là cái điều đầu tiên khi em trình bày một bài hát mà em đã diễn đạt được cái ý nghĩa và cái nội dung thâm thúy của bài hát là em đã thành công rồi. Vấn đề phát âm, em cố gắng để học hỏi, để mà sửa đổi, để cái giọng hát em nó hoàn chỉnh hơn. Anh chúc mừng em. Xin cảm ơn David Phan. Và sau đây Thành xin được cảm ơn ban giám khảo. Một lần nữa xin quý vị một tràng pháo tay cho nam ca sĩ Tuấn Anh, nữ ca sĩ Phương Hồng Quế, nam ca sĩ Mạnh Quỳnh và nam ca sĩ Henry Trúc. Và kính thưa quý vị, cũng như Thành nói hồi nãy là có rất nhiều ông bầu, bà bầu mà đang xem cái show này trên đài VHN. Thì xin tất cả quý vị muốn book các em
trong những cái show mà quý vị làm, thì xin quý vị cứ gọi vào cho 5M Music, là một lát nữa sẽ có cái số điện thoại ở trên máy hình của quý vị đang coi bây giờ. Và kính thưa quý vị, trong lúc chờ đợi cộng điểm ngày hôm nay, Thành xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn cho giọng ca của nam ca sĩ Henry Chuk. Come on! Xin cảm ơn Thành. Henry xin tặng bài nhạc phẩm cho bài nhạc phẩm này cho quý vị. Với lại anh bạn, đúng là tên Henry ngồi dưới kia. Anh Henry đây. Bài nhạc phẩm này hồi đó má Henry hát cho cũng Henry nghe nhiều. Thì bây giờ xin tặng cho quý vị. Anh xin em một lần cuối, đừng trách anh, đừng giận anh nhé em. Em, anh van em nói đi, em nói đi, em nói sẽ không bao giờ buồn. Nếu ngày mai lỡ chúng mình xa nhau, anh xin hứa lời cùng em lần cuối. Đừng nhìn anh bằng đôi mắt buồn vời vợi, và em nói và em trách rằng anh dối gian thật nhiều. Bây giờ chỉ buồn một là giây phút cuối bên nhau. Em nói đi, em nói đi, dù chỉ một lời làm tan nát lòng nhau. Và sau đây Thành xin được mời tất cả các thí sinh trở lại sân khấu. Ban nhạc đánh một cái nhạc gì cho các thí sinh đi lên lại sân khấu? Yes. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn cho các em.
xin quý vị đừng ngừng vỗ tay. 10 người lặng kính cho quý vị. Và một lần nữa xin quý vị một tràng pháo tay thật là lớn. Come on, la! Cũng như hồi nãy Thành đã nói, hôm nay không ai thua, ai cũng thắng hết. Nhưng mà cuộc thi nào cũng phải có người thắng và người thua, kính thưa quý vị. Cái đó là cái điều rất là buồn trong một chương trình như thế này. Thành xin được hân hạnh giờ mời cô Diễm. Xin mời... Kính thưa quý vị, xin quý vị một tràng pháo tay cho Diễm. Diễm có một vài lời đến tất cả quý vị. Cảm ơn anh Thành. Em thay mặt cho 5M Music xin cảm ơn quý vị đã đến chương trình của Windstar Casino. Xin cảm ơn em. Kính thưa quý vị, đây là kết quả ngày hôm nay. Cái này là, kính thưa quý vị, không có ai là giải nhất, giải nhì gì cả. Đứng lâu lâu tí. Kính thưa quý vị, người thứ nhất được vào bán kết ngày hôm nay, Thành xin hân hạnh mời Thanh Vũ đứng ra. Người thứ nhì, lâu hơn chút xíu nữa. Em khỏi lo rồi, em có 2 đồng tiền dưới không? Không run nữa rồi phải không? Xin mời Phạm Trọng Hiền. Và kính thưa quý vị, người thứ ba được vào bán kết ngày hôm nay. Cất cái tờ giấy vào. Thường thường người ta lấy ra, anh thấy không? Cất vào cho nó hồi hộp chút. Thành xin được mời David Phan. Kính thưa quý vị, đây là 3 thí sinh đã được vào bán kết ngày hôm nay. Một lần nữa xin quý vị một tràng pháo tay cho tất cả các thí sinh và xin kính mời quý vị nhớ ngày 7 Tây tháng 7, Thúy Nga, Paris by Night tại Windstar Casino. Come on! Xin kính chào quý vị và một lần nữa xin kính mời quý vị trở lại với một chương trình đại nhạc hội rất là đặc biệt tại Windstar Casino ngày hôm nay. Xin thành thật cảm tạ sự theo dõi của tất cả quý vị trong đài VHN DirecTV 2073.